Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên. Chém gió mò cá mồm. Lại cái mic khổ. Đến khổ. Bây giờ thì Vâng Phi Thường phải chịu trách nhiệm cân đôi bài này. Nếu mà không cân đôi được thì Vâng sẽ là có lỗi với đồng đội và có tội với thiên nhiên. Một bài mà Phi Thường rất đẹp. Rất đẹp mắt dành cho đối thủ Phi Thường. Vâng, 18/20 kích xong 2 ruộng. Vâng, được rồi, mic bật rồi. Vâng, quên một tên mà Facebook vâng lia lịa. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn tím, đèn vàng là loạn hết cả Facebook. Nhưng bây giờ thì đã bật rồi. Timeline 19 dành cho game thủ Phi Thường. Quay ruộng một vòng quanh BG.
Cắt 3 nông dân ăn vàng thôi. 4 đi, 4 đi. Vâng, lên cái giáp. Bắt đầu đẩy đẩy bắt đầu đẩy con ngựa giò đi. Lạc đà Pamina được đóng guốc, lạc đà được đóng guốc theo vâng phong cách Adidas, cho nên guốc này là guốc xịn, chạy rất nhanh. Gỗ dồn lên là khá nhanh. Bây giờ thì BE chèn BE vào bãi gỗ, sau đó thì chờ gỗ dồn lên nữa để đóng L2. Vâng, kẻ vẽ thêm ruộng, đánh một phong cách theo kiểu bác xa, theo kiểu công cống hiến, bài lên sớm. Đây rồi, nhà cầm thủ mẫu 7, mẫu 7 là người cầm cái gì chúng ta cùng xem. Như vậy Roman đến từ cầm thủ mẫu 7, Roman cũng lên rất sớm. 7 là 10x bất bại, 9x đã bất bại rồi, bây giờ thêm mông 10x bất bại này thì ai chơi nữa. Chốt E vào. Không biết đã thiết kế L2 hay chưa. Vâng, vâng 1L. 1L thì là hơi khiêm tốn. Bảo kê, vâng, một pha đứng bảo kê cho Tiểu Bạch Long đánh cung A Minoan đầu cánh. Lên sớm mà lực rất khỏe. Không, bài này thì không cần làm gì, bài này lên sớm thì không cần làm gì, cứ lên sớm mà bảo kê là được rồi. Vâng, giò sang chém, cung tê sang chém, lát nữa thì ngựa chém sang cũng chém. Không sợ, bài này vâng lạc đà đóng guốc Adidas, không phải sợ. Mẫu 7 bên kia là Roman. Vâng, bên kia thủ phù, cẩn thận, có phù đến từ Roman. Vâng, ăn được một nông dân, hai nông dân, điểm danh như vậy thôi. Sau đó thì tiếp tục bảo kê, nhưng Tiểu Bạch Long bị cái gì kia. Phi thường để ý một chút, màn hình máy thủ Tiểu Bạch Long xem. 27, cung A một áo, bây giờ thì đang chuẩn bị lên hai áo rồi. Khung rộng, đúng là có, vâng, Pamidan bảo kê. Đi giày, đi đóng guốc giày, đóng guốc Adidas của Messi. Thảo nào, vâng, lạc đà chạy nhanh vậy. Màn hình các nhà còn lại xem tôm của Rui. Lại 31 giày cho Son này. Thế còn phi thường? À không, thế còn anh Dina? Vâng, anh Dina đã thở rất yếu rồi. Anh đang thở rất yếu bài này. Anh đang phải hồi sức cấp cứu trước một con cung tê và một con ngựa chém. Vâng, anh đang hồi sức cấp cứu. Màn hình máy của game thủ à? Vâng, phi thường tham lai 28/28. Pamidan rất khỏe, 2L vắt đều, công giáp đầy đủ. Sau khi vâng bảo kê xong cho Tiểu Bạch Long thì phô thường nên kéo toàn bộ vào phía trong nhà cầu thủ màu 6 và lưu nhà cầu thủ màu 6 một tơn. Tiểu Bạch Long vẫn cần bảo kê. Ta cùng xem. Vâng, đường sữa là rất nhiều rồi, bây giờ thì Tiểu Bạch Long phải vâng tự làm lấy mà ăn thôi. Còn phi thường thì cần phải đi cân các nhà khác. Một vài đẹp như vô thường mà cứ đứng dậm chân tại chỗ. Đây rồi, đi rồi. Vô thường. Vâng, thả vô thường ra. Đen ke thả vô thường ra. Đen ke thả vô thường ra. Ôi, anh Long. Thêm một BA nữa. Và bây giờ thì bắt đầu, vâng, và bây giờ thì bắt đầu xử lý nhà của thủ 1-5. Khủng long. Còn mỗi nông dân bãi ruộng đến khổ khủng long tuần này. Mác xe cái gì đây? Vâng, bánh xe rồi, không phải mang xe rồi. Vâng, màn hình máy của game thủ vô thường xem. Vâng, sau khi vô thường được thả ra một tơn, bây giờ anh lồng lộn, anh bắt đầu lồng lộn. Bài Pamidan bây giờ thắng lai 33/36, nâng chém 4 hay chưa. Vô thường anh rất ưu tiên công nghệ. Bây giờ thắng lai của anh đang là 33/36 rồi. Vâng, một con ngựa chém lang thang ở đây và bốn con lạc đà. Phát này tôi tin là vâng hai con ngựa chém, ba bốn con ngựa chém gặp bốn lạc đà. Đúng hàng cứng luôn. Lượn ngay lập tức. Sang bên kia thì gặp cung A của Minoan đón lõng. Vâng, được rồi, đúng đụng hàng tên này luôn. Sơi luôn. Vâng, anh cứ việc sóc lạc đà thôi. Còn lại thì để anh Long lo.
không 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 chơi kiểu này nhá, không chơi kiểu này, người ta đang đánh nhau. Không 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 thích cãi nhau, oánh nhau chứ không cãi nhau. Ông phủ đi chỗ khác. Phủ tí nói chuyện với cung A sau. Chém 4, vâng, những con lạc đà chém 4. Bây giờ thường đang lồng lộn. Vâng, đang lồng lợn. Đang rồng rồng. Rồng rồng rắn rắn một đàn lạc đà. Bây giờ chưa tìm được hàng mà chém. À đây rồi, hàng đây rồi. Vâng, đây rồi, hàng về, hàng về. Chém. Chém. Các bạn có thể thấy là sau khi vô thường được thả ra, anh cảm thấy hung hãn đến mức như thế nào. Những con lạc đà 30 đàn do thủ vô thường. Vâng, bây giờ đang. Vâng, resize rồi. Một trận đánh rất hay đến từ cái thủ vô thường. Một bài lên sớm không cần công. Vâng, đối phương tự công. Minoan chỉ cần đứng thủ và đối phương tự công và lan ra chết. Quá tuyệt vời. Một trận thi đấu mà vô thường thi đấu rất hay. Một chiến thuật hợp lý. Và tỷ số là 1-0 dành cho Thái Bình ở trong xê đấu thứ hai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong xê đấu thứ hai thôi. Và vâng, các bạn nên nên